Chào mừng các em đến với chương trình sinh học 9. Bài hôm nay chúng ta sẽ học là bài 34, thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần. Một lớn, hiện tượng thoái hóa. Một nhỏ, hiện tượng thoái hóa do tự thụ phấn ở cây giao phấn. Các em quan sát hiện tượng giao phấn và hiện tượng tự thụ phấn, rút ra đặc điểm khác nhau giữa chúng. Quan sát hướng của hạt phấn. Như vậy, tự thụ phấn khác với giao phấn ở đặc điểm nào? Giao phấn là hạt phấn ở cây của ở hoa của cây này, thụ phấn cho hoa của cây khác. Tự thụ phấn là hạt phấn ở hoa của một cây, thụ phấn ngay cho hoa của cây đó. Quan sát lại hình ảnh một lần nữa. Các em nghiên cứu hình 34.1, hiện tượng thoái hóa do tự thụ phấn bắt buộc ở ngô. Dạng ban đầu, cây điển hình ở quần thể giao phấn từ 1 đến 7 là thế hệ sau khi cho dạng ban đầu tự thụ phấn. Kèm quan sát và rút ra được đặc điểm khác nhau giữa các thế hệ sau so với dạng ban đầu. Cô cung cấp thêm một ví dụ khác. Ở một giống ngô thì dạng ban đầu là 2,93 m, năng suất là 47,6 tạ một hecta. Khi tự thụ phấn qua 15 thế hệ thì chiều cao cây còn là 2,46 m và năng suất là 24,1 tạ một hecta. Khi tự thụ phấn qua 30 thế hệ thì chiều cao cây giảm còn 2,34 m và năng suất là 15,2 tạ một hecta. Như vậy, qua ví dụ trên thì chúng ta thấy được rằng khi cho tự thụ phấn liên tiếp qua nhiều thế hệ thì ở các thế hệ sau sẽ có chiều cao cây giảm, năng suất giảm, kết hạt ít hoặc là bắp bị dị dạng. Qua đó các em rút ra hiện tượng thoái hóa do tự thụ phấn ở cây giao phấn biểu hiện như thế nào. Các cá thể của thế hệ kế tiếp sẽ có sức sống kém dần, như là chậm phát triển, chiều cao giảm, năng suất giảm, bộc lộ đặc điểm xấu, dị dạng, bị chết, vân vân. Ví dụ ở cây ngô như ở trên chúng ta vừa nghiên cứu, khi cho tự thụ phấn sau nhiều thế hệ, chiều cao cây sẽ giảm, bắp dị dạng và kết hạt ít, năng suất giảm. Hai nhỏ, hiện tượng thoái hóa ở động vật sẽ xảy ra như thế nào? Trước hết, các em cần phải tìm hiểu khái niệm giao phối gần hay còn gọi là giao phối cận huyết. Vậy giao phối gần là gì? Đó là sự giao phối giữa con cái sinh ra từ một cặp bố mẹ hoặc giữa bố mẹ với con cái. Vậy hiện tượng giao phối gần sẽ dẫn tới hậu quả nào? Kèm quan sát hình 34.2, dị dạng ở bò hình A và gà hình B do giao phối gần. Ở bò khi cho giao phối gần, thế hệ sau bê non có cột sống ngắn. Ở gà khi cho giao phối gần, gà con có đầu dị dạng, chân ngắn. Hay là ở B, khi cho giao phối gần sẽ có B sinh ra 4 chân, 6 chân, hoặc là ở heo thì sinh ra là 2 đầu, hoặc ở vịt là 4 chân. Vậy giao phối gần gây ra những hậu quả nào ở động vật? Biểu hiện thoái hóa ở thế hệ sau như là sinh trưởng và phát triển yếu, sinh sản giảm, xuất hiện quái thai, dị tật, chết non.
Các em có thể lấy một trong các ví dụ trên để minh họa cho hiện tượng thoái hóa ở động vật. Qua nghiên cứu hiện tượng thoái hóa ở thực vật hay là ở động vật khi cho tự tụ phấn hoặc là do giao phối gần, thì chúng ta đều thấy cái biểu hiện chung đó là ở các thế hệ sau có sức sống kém dần, sinh trưởng phát triển yếu, năng suất giảm hoặc là xuất hiện những cái quái thai dị dạng vân vân. Vậy thì nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa là gì? Các em chú ý quan sát bảng. Giả sử dạng ban đầu có 100% kiểu gen ở thể dị hợp. Chúng ta xét một cặp gen dị hợp nào đó thôi, 100% dị hợp A lớn A nhỏ. Thì qua các thế hệ tự thụ phấn hoặc là giao phối gần, các em tính cái tỷ lệ thể đồng hợp và tỷ lệ thể dị hợp biến đổi như thế nào. Thông qua cái việc tính tỷ lệ kiểu gen dị hợp hay là kiểu gen đồng hợp, chúng ta bằng cách thực hiện phép lai A lớn A nhỏ, lai cho A lớn A nhỏ, sẽ được F1 là 1 A lớn A lớn, 2 A lớn A nhỏ, 1 A nhỏ A nhỏ. Từ đó quy ra phần trăm thì được ở F1 là 25% A lớn A lớn, 50% A lớn A nhỏ, 25% A nhỏ A nhỏ. Như vậy, kiểu gen dị hợp A lớn A nhỏ giảm còn 50%. Tổng kết lại thì tỷ lệ dị hợp là 50%, đồng hợp là 50%. Tiếp tục đến đời F2, các em cũng tính tương tự. 25% A lớn A lớn ở thế hệ F1 thì vẫn duy trì xuống phía dưới. Tuy nhiên, 50% A lớn A nhỏ khi cho tự thụ phấn thì tiếp tục ở F2 chỉ còn 25% A lớn A nhỏ, vì nó sẽ sinh ra thêm 12,5% A lớn A lớn và 12,5% A nhỏ A nhỏ. 25% A nhỏ của F1 vẫn duy trì xuống F2. Tổng kết chúng ta có dị hợp tử là 25%, đồng hợp tăng lên là 75%. Cứ như vậy các em sẽ tính được thể dị hợp hoặc là thể đồng hợp ở thế hệ F3, F4, F5 vân vân. Chúng ta rút ra được rằng là qua mỗi một thế hệ thì thể dị hợp hay là kiểu gen dị hợp sẽ giảm đi một nửa so với thế hệ kế tiếp ở trên. Từ đó có thể suy ra được công thức. Vậy các em đã trả lời được tại sao tự tụ phấn ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật lại gây ra hiện tượng thoái hóa chưa? Do nguyên nhân đó là gì? Chúng ta vừa mới rút ra ở trên cái bảng là gì nhỉ? Tỷ lệ dị hợp giảm dần và tỷ lệ đồng hợp tăng. Tại sao tỷ lệ đồng hợp tăng thì nó lại gây ra hiện tượng thoái hóa? Vì trong cái thể đồng hợp này là nó có thể đồng hợp trội và đồng hợp lặn. Trong đó là đồng hợp lặn là phần lớn là sẽ gây hại. Đó chính là nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa. Vậy, nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa là vì tạo ra các cặp gen đồng hợp lặn gây hại. Nhưng mà vì sao ở một số loài như là cà chua, cây đậu Hà Lan khi cho tự thụ phấn, hay là chim cu gáy, chim bồ câu khi cho giao phối gần lại không bị thoái hóa? Tại sao? Các em nhớ chúng ta vừa
hoàn thành cái bảng ở trên, chúng ta xét hiện tượng thoái hóa khi dạng ban đầu có kiểu gen A lớn A nhỏ. Như vậy đối với cà chua và cây đậu Hà Lan, chim cu gái và chim bồ câu, khi tự tụ phấn ra phối gần không bị thoái hóa thì chúng sẽ có kiểu gen gì? Chắc chắn là chúng đang mang cặp gen đồng hợp. Và cái cặp gen đồng hợp này lại không gây hại cho chúng. Đó chính là nguyên nhân vì sao chúng không bị thoái hóa. Tự thụ phấn và giao phối gần đã gây ra cái hiện tượng thoái hóa, nhưng cái phương pháp này vẫn được người ta sử dụng trong chọn giống. Tại sao vậy? Chúng ta sang phần 3 lớn, đó là vai trò của tự thụ phấn và giao phối gần. Có 3 cái vai trò mà các em cần nhớ. Thứ nhất là củng cố đặc tính mong muốn. Thứ hai, tạo dòng thuần có cặp gen đồng hợp. Vì qua tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần thì tỷ lệ đồng hợp sẽ tăng. Đó chính là cái phương pháp để tạo dòng thuần. Phát hiện ra gen xấu để loại bỏ ra khỏi quần thể. Gen xấu thường là gen lặn và lúc này phần lớn chúng sẽ tồn tại ở thể đồng hợp và biểu hiện ra bên ngoài. Vậy chúng ta hoàn toàn phát hiện dựa vào kiểu hình để loại bỏ ra khỏi quần thể. Cô cung cấp thêm một cái số những cái hậu quả dẫn tới thoái hóa nòi giống do giao phối gần xảy ra ở Việt Nam do cái nguyên nhân là hôn nhân cận huyết. Khi hôn nhân cận huyết thì nó là sẽ là cái cơ sở cho những gen lặn bệnh lý tương đồng ở các ông bố bà mẹ kết hợp với nhau, và con cái của những cặp hôn nhân cận huyết sẽ có nguy cơ mắc các bệnh tật di truyền như là mù màu, bạch tạng, da vảy cá, kém phát triển về trí não, đặc biệt là bệnh tan máu bẩm sinh. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn đang diễn ra nghiêm trọng ở 5 dân tộc như là Sila, Điện Biên Lai Châu, Lô Lô, Pu Péo, Hà Giang, Dơ Mâm, Bờ Râu, Kon Tum và những dân tộc có dân số khoảng dưới 1.000 người. Theo thống kê trong cộng đồng dân tộc Lô Lô, cứ 50 trường hợp kết hôn thì có 12 trường hợp là con cô, con cậu. Hay là một nghiên cứu khác thì ở người 20-30% số con của các cặp bố mẹ kết hôn gần sẽ bị chết non hay là mang các dị tật bẩm sinh. Hay là tại Brazil thì ở một hòn đảo nhỏ có một cộng đồng khoảng 300 người, do cách ly họ phải kết hôn gần nên mà sinh ra một lớp người bị bạch tạng. Để củng cố cho bài học ngày hôm nay, cô mời các em làm một số câu hỏi trắc nghiệm như sau. Câu 1, cơ sở di truyền của hiện tượng thoái hóa: A, tạo ra thể dị hợp; B, tạo ra thể đồng hợp trội; C, tạo ra thể đồng hợp lặn; B, D, cả A và B; E, cả B và C. Đáp án của các bạn là gì? Đáp án đúng của cô là C, tạo ra thể đồng hợp lặn. Câu 2, biểu hiện của thoái hóa giống là: A, con lai có sức sống cao hơn bố mẹ chúng; B, con lai sinh trưởng mạnh hơn bố mẹ; C, năng suất thu hoạch luôn được tăng lên; D, con lai có sức sống kém dần. Đáp án của cô là D, con lai có sức sống kém dần. Câu 3, giao phối cận huyết là: A, giao phối giữa các cá thể khác bố mẹ; B, giao lai giữa các cây có cùng kiểu gen; C, giao phối giữa các cá thể có cùng kiểu gen khác nhau;
B. Giao phối giữa các cá thể có cùng bố mẹ hoặc giao phối giữa con cái với bố mẹ. Đáp án đúng của cô là D. Giao phối giữa các cá thể có cùng bố mẹ hoặc là giao phối giữa con cái với bố mẹ. Ngoài ra cô cũng có một câu hỏi cho các em luyện tập ở nhà. Giải thích vì sao người ta cấm anh em có quan hệ huyết thống gần nhau lấy nhau. Đó là có cùng dòng máu trực hệ, có họ hàng trong phạm vi ba đời. Cái này được quy định trong luật hôn nhân và gia đình. Các em sẽ làm bài tập này. Và bài tập hôm nay đã kết thúc. Các em cần phải ôn tập và trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa. Chuẩn bị bài mới ưu thế lai. Thế nào là ưu thế lai? Nguyên nhân của hiện tượng ưu thế lai, các phương pháp tạo ưu thế lai. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt các em, chúc các em có một giờ học thật tốt và có hiệu quả cao. Hẹn gặp lại các em vào tiết học sau.